Cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? À, cái trái này cái gì? Hạt dẻ hả? À, ok, được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi ăn viên cho biết. Được rồi, để tôi ăn thử biết. Đây, đây, đây. Ê, thôi được rồi. Ngon hả? Ngon chứ. Bữa nay là đi ăn nhậu nữa. Mấy đứa nhỏ nó mời. Mà cái quán này thật là đông. Bữa nay bao thứ mấy ta? Thứ sáu à? Ờ, thứ sáu mà hình như là quán này ngày nào cũng vậy chứ không phải là đuổi đợi thứ sáu thứ bảy gì cả, đều đông giống như nhau, đông giống như nhau. Đây không lẽ tinh thần ngày 8 tháng 3 còn sót lại. Thấy chưa, rất là lớn, rất là đông, rất là nhiều trai gái gì cũng đầy đủ. Mình với like ngắn chút xíu thôi để coi cái người dân thành phố họ ăn uống là bữa chiều, vợ chồng con cái rồi tất cả những cái người mà ở đây nói như vậy để hiểu rằng cái cuộc sống của người dân không hề sút giảm gì hết. Thấy kinh khủng chưa? Đây gia đình đây. À, tụi bay chơi ác cái này. Sao lấy thì được chưa? Lấy rồi ok hả? À? Sáng đi gì vậy? Em đi xe đò. À. Rồi. Ok gia đình nè, gia đình của con nuôi. Nó mời đi ăn. Đây gia đình, đại gia đình quá trời luôn đó, thằng con tao đó, xăm bình đó, thấy cái quán quá ư là lớn mà quá ư là nhiều bàn, bàn kinh khủng luôn, mà hầu như mà ngày nào cũng giống như ngày đấy. Quá trời đông không? Ok, thôi tạm dừng đây đi. Để nói cho biết là cái quán này ở đường, nó nằm ở đường hình như đường Bùi Đình Túy phải? Bùi Đình Túy. Quán là tên gọi là quán Út Sương. Ok. Ở đây thì có mấy cái quán cà phê cũng rất là đời bự. Ơn trước nhà ơn trước thì nó có một cái quán cà phê bằng lăng tím, thấy không, bằng lăng tím đó. Phố xá mọi người đều đông đúc quá trời lớn luôn ha. Đó, đó là cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh đó, vợ chồng con cái buổi chiều tối họ đi. Ok thôi tạm bây giờ ở đây đi, mình
vào bàn tiệc cho coi kêu ra cái gì. Vậy thôi mọi người ha, ok. Đây, đây ngắn thôi.